À, dạ vâng, xin chào các bạn. Thì ở đây là trên mặt trước chúng ta đây là dòng máy Dell Latitude 7480. Một dòng máy mà coi như là chúng ta nhìn thấy là cũng khá là bền bỉ, khá là chắc chắn. Thì có thể là vì một lý do nào đó thì pin thì cũng được đi xuống sau một thời gian xài sử dụng. Đó. Và ở đây bây giờ mình sẽ đưa ra là giải pháp về như là kiểm tra pin. Pin cũng đang có về như là lỗi đi, và lúc đó chúng ta cần phải thay thế. Thì ở đây thứ nhất là về sạc pin. Sạc pin thì mình đang sạc pin là đang là 18% nhưng mà sạc không vô, đó là lỗi thứ nhất. Và cái thứ hai, thưa các bạn sẽ vô đây nè, vô CMD. Bây giờ mình sẽ kiểm tra về pin, pin ở đây có đã tốt hay không. Thì đây là mình sẽ gõ cái câu lệnh vô đó để mình kiểm tra. Thì trên đây là mình sẽ đưa ra là giải pháp là gọi là hướng dẫn về cách test pin. Pin thì hiện tại mình đang sạc nè, chỉ là duy nhất là 18% không có lên. Thì để mà kiểm tra pin này có tốt được hay không thì thưa các bạn sẽ vào trong run là chúng ta gõ CMD hoặc là chúng ta có thể gõ trên đây nè, trên phần sạc nè, chúng ta vô phần run nè đó. Thì lúc này sẽ hợp thoại run nó sẽ hiện lên. Thì lúc này các bạn sẽ gõ gì đây, CMD, và các bạn sẽ chọn là ok. Đây là mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta là cái cách test pin và không cần đến và kiểm tra phần mềm đó. Các bạn sẽ gõ vô một cái câu lệnh, đó chính là power. Đây là mình zoom lên nè, mời chúng ta xem câu lệnh ở đây đó. Câu lệnh đây ha, đây các bạn gõ đúng ngay câu lệnh như thế này, power nè, CFG là giống như config đó. Rồi chúng ta khoảng cách sạc, battery, battery là pin ha, report là nó hiển thị lên những cái thông tin về pin trong quá trình chúng ta sử dụng đó. Thì lúc này các bạn sẽ gõ enter đó. Thì enter lúc này thì nó sẽ đưa ra cái dòng gì đây, Windows trên ổ C nè, C 2 chấm nè, user nè, xịt nè, V nè, chấm nt nè, đó, xịt, battery, gạch phát là report ha. Thì đây là mình sẽ copy ra và mình mở lên trang web. Trang web thì lúc này các bạn sẽ vô trong trình duyệt web, chúng ta sẽ gõ gì đây, chúng ta bắt cái phần đường dẫn ổ C này ra. Thì lúc này các bạn sẽ enter thì nó đưa ra cái phần gọi là battery report đây, thấy chưa? Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là nó report năm ngày tháng, ở trên đây report ngày như bao nhiêu. Thì trên này nó sẽ report ra là sao, đây là dòng máy Dell Latitude 7480 đó. Và máy này có mã máy, có tên nè, rồi BIOS nè, phiên bản bao nhiêu nè, ngày 5 tháng 6 năm 2020 nè, rồi thêm report gì đó các bạn, report về như là connect nè, not support gì nè đó. Thì thông tin của pin bây giờ mình sẽ kéo xuống dưới nè để mà các bạn xem. Đây thì trên này nó sẽ có battery nè, cái này là chỉ có một cục duy nhất thôi. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, cái pin đó là đang hiển thị là đây là pin Lion ha, Lion. Và cái trên cái mã pin đó thì nó đang design nè, là nhà thiết kế nè, nhà sản xuất là thiết kế đang là 41, tương đương là 42W nè, 41,998 nè, nhưng mà hiện tại là full chain, là có nghĩa là chúng ta chỉ còn lại có 27 thì suy ra là cái độ chai cũng khá là cao. Và pin thì như thế này thì sau thời gian sử dụng thì có thể là đồ điện tử thì có thể là không biết trước điều gì mà chúng ta xảy ra, có thể là nó lỗi bất chợt đó. Thì hiện tại là chúng ta sẽ test nè, chúng ta kiểm tra trên phần mềm đây đang là 27%. Và giải pháp lúc này là chúng ta thay thế về pin mới. Thì bây giờ mình sẽ tắt máy đi và hướng dẫn chúng ta thay thế về pin mới trên đây đó. Thì bây giờ là chúng ta sẽ tắt máy đi, giờ mình vô Windows nè và mình shutdown. Và bây giờ đây là mình sẽ đưa ra là giải pháp về thay pin mới ha, pin khác. Thì ở đây các bạn nhìn thấy thì chúng ta để cho tắt down, shut down hết đi, chúng ta mới thay thế. Đó, tắt rồi ha, đây là quá trình chúng ta tắt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gặp máy lại trên đây. Thì trên đây là chúng ta sẽ lật ngược ra đằng sau và lúc này chúng ta sẽ tháo toàn bộ ốc dưới này ra. Dòng này chúng ta tháo dễ luôn các bạn chỉ cần là tháo nè, 6 ngóc nè, thấy chưa? Đó, 3 ngóc bên đây và 3 ốc dưới, 2 ốc hai bên nữa, là tổng cộng là 8 con ốc. Đây, 8 ốc. Đây, 8 ốc đi ha. Đây. Và hiện tại chúng ta sẽ thấy là chúng ta mở lên như thế này. Trên này là 8 ốc. Và pin. Pin đang hiện tại là chúng ta nhìn thấy là pin là 42W. Nhưng mà sạc lên là chỉ khoảng là hai mấy watt thôi. Đó. Thì lúc này pin này là chúng ta đang bị lỗi rồi. Và giải pháp là chúng ta phải thay pin. Thay pin nha, sau một thời gian sử dụng và chúng ta lỗi là chúng ta phải thay. Thì pin thì chúng ta thay thì chúng ta nhấc này lên nè, thấy chưa? Và lúc này là mình sẽ nhấc ra
Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là cục pin mới và pin nằm trong hộp. Trong hộp đây thưa các bạn. Thì trên đây là hộp pin mới nè. Đó. Và lúc này là mình sẽ khui hộp ha, bóc hộp máy này ra. Đây. Và pin đây các bạn, thưa các bạn. Nó sẽ có về siêu pin đây. Đây. Pin này là đang đưa ra là pin tới 60W ha. Đó. 60W thì kích cỡ của mặt máy nè là vừa vặn. Đó, thời gian pin nó sẽ được nhiều hơn. Thì và có một cái đặc điểm là trên sợi cáp này nè, nó sẽ không có. Thì lúc này mình sẽ lấy sợi cáp mình gắn vào đây để mời các bạn cùng xem. Và viên pin cũ của máy nè, chúng ta nhìn thấy nè, nó chỉ là 42W. Và viên pin mới của máy đây, mình sẽ gắn vô tới là 60W trên đây ha. Bây giờ là mình sẽ tháo pin này ra. Và các bạn sẽ lưu ý nè, chỉ đây là pin này nó sẽ có về cái rắc nè, rắc pin nè. Mình sẽ tháo cái rắc này nè. Đó, chúng ta cầm đây và chúng ta kéo. Được chưa? Chúng ta khéo khéo cái này chứ không đứt. Thì đây là mình sẽ đưa ra cái ngàm ở đây để mình nhấc ra trên cái ngàm này. Sau khi mà chúng ta tháo ra thì nó sẽ có scap như thế này. Đó. Và scap này thì các bạn sẽ lưu ý là chúng ta sẽ gắn vào đây. Được chưa? Đây. Mình sẽ gắn vào nè, trên scap của pin. Đó. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ đấu vào. Gắn vào nha. Gắn vào cho nó nằm sát dưới đây. Và pin thì chúng ta nhìn thấy là rất là dễ thay. Chúng ta chỉ đặt vào đúng cái ngàm nè, đặt đúng vào vị trí, thấy chưa? Thì lúc này nó sẽ có về gì đây, đặt đúng vị trí nó. Pin này giờ gọi là pin mới, 100% pin zin, pin zin nha các bạn. Đó. Và pin này thì đang được bảo hành, coi như là chính thức đang là 6 tháng. Nếu như trong quá trình mà chúng ta thay có trục trặc, lỗi về pin, thì các bạn có thể là đổi pin thôi. Pin này rất là dễ, chúng ta có thể tự thay. Mọi thông tin thắc mắc này nếu như các bạn là nhớ chú ý nè, mình sẽ tự thay được luôn. Đây là viên pin đây, thấy chưa? Và hiện tại chúng ta sẽ gắn cái rắc này vô nè. Đó, gắn rắc này vô. Đó là chúng ta đã thay xong viên pin. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt vào nắp vào ha. Chúng ta đặt như thế này vào. Thấy chưa? Thì sau khi mà chúng ta đã vào thì các bạn sẽ định vị vào coi nó đúng chưa, đúng khớp chưa, chúng ta mới gắn nắp vô. Đây, trường hợp đây là chưa đúng khớp nè, thấy không, còn hở nè. Thì các bạn là nhớ lưu ý là chúng ta không vặn như thế này. Chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ lại nhấc ra. Nhấc ra ha. Thì đây là mình sẽ nhấc ra cái nắp này ra. Đó. Và lúc này là trên đây mình sẽ đặt xuống vậy nè, sát mép. Thấy không? Và chúng ta mới sẽ đặt sát xuống. Thì khi đặt sát xuống như thế này chúng ta mới vặn vô. Được chưa? Và chúng ta lại vặn bên đây. Đó. Thì đây là coi như là mình sẽ đậy nắp lại nha. Để mời các bạn cùng xem. Đó, đơn giản là các bạn. Các bạn nhớ cái ngàm này nè cho nó xích khít rịch lại với nhau. Và ngàm ốc đây cũng vậy. Đấy. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là một cái máy mà nếu như mà chúng ta nó đang lỗi về pin, các bạn sẽ thay pin rất là dễ dàng. Dễ dàng ở đây, chúng ta chỉ việc là thay thế để chúng ta gắn vào. Và pin này đang được bảo hành tới 6 tháng. Trong quá trình chúng ta xài có lỗi trục trặc gì, chúng ta có thể là đơn vị bảo hành, nhà cung cấp sẽ bảo hành cho chúng ta. Đó. Đây là ngày là 16 tháng 11 ha. Và trị giá với pin này gọi là pin zin. Và hiện tại là nếu như chúng ta xài thì chắc chắn không có gì để lỗi hết á. Đây, bây giờ mình sẽ bật nguồn lên. Đó, thưa các bạn. Và chúng ta sẽ cắm sạc vô và chúng ta kiểm tra lại. Đây là máy đang lên nha. Chúng ta thấy chưa? Mình sẽ cắm vào nha. Đó. Và kiểm tra máy coi là pin nó đã tốt rồi hay chưa. Trên đây. Và bây giờ là pin hiện tại là chúng ta đang là 55%. Thì để mà chúng ta để một lúc coi là nó sẽ lên pin hay không. Thì chúng ta ở đây. Ở đây là mình sẽ có về như là test pin lại để mà chúng ta cùng xem. Đó là chúng ta vô phần run nè. Và chúng ta vô lại CMD. Thì lúc này chúng ta gõ vô là Config Battery Report. Và lúc này chúng ta vô phần OC. Và chúng ta gõ cái cóc cái dòng câu lệnh của report này ra. Các bạn lại lên trên trang web. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ bắt cái phần report nè. Gắn vô. Thì pin của chúng ta đang ở đây. Đang là ở đây là đang pin là có nè. Ngày 16 tháng 11 năm 2020 lúc 11:24. Đó là thời gian mình đang quay luôn trực tiếp. Và pin design đang là 59,99,4W ha.
và full chain đang là 60W. Thì pin này đang hiện tại đang là 60W cũng khá là tốt. Đó. Và hiện tại ở đây mình sẽ test kiểm tra pin. Pin nếu như mà sạc lên được mới lên thì coi như là pin mình đã tốt trên đây. Thì từ từ chúng ta sẽ sạc để nó sẽ lên ha. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa các bạn sẽ nhìn thấy nè. Trong quá trình xài pin, các bạn sẽ lưu ý những cái như sau. Các bạn sẽ để những cái về như là sạc pin xài khoảng 10% đến 15%. Ví dụ một viên pin như thế này đúng không? Chúng ta xài từ 10 đến 15% là chúng ta phải sạc tiếp. Và pin mới thì chúng ta phải sạc 8 tiếng. Đầy rồi nhưng mà phải 8 tiếng, có thể là đến 10 tiếng. Rồi chúng ta xài 10 đến 15% thì chúng ta lại sạc tiếp. Đó. Và sạc từ 8 đến 10 tiếng. Rồi xài lần thứ 3 nữa, 10 đến 15%, rồi chúng ta lại sạc tiếp nữa. Đó, thì đó là 3 lần liên tục như thế. Và những cái chúng ta xài, chúng ta cần lưu ý không cắm điện trong quá trình mà chúng ta chưa ghim sạc. Ghim sạc xong rồi chúng ta mới ghim cái dây nè. Ví dụ đèn này chết nối có điện rồi, đúng không? Và chúng ta mới ghim vào máy để ảnh hưởng về máy an toàn hơn. Không sạc qua đêm, không để chế độ standby. Không để chế độ standby nha. Thì rất dễ ảnh hưởng đến cái máy của chúng ta. Rồi cũng không về chúng ta coi như là không để chế độ mà giống như chăng là sạc xuyên suốt. Khi nào cần sạc đầy rút ra. Không để pin quá thấp dưới 10% trên đó. Rồi clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta có thể liên hệ. Chúng ta có thể liên hệ là 159 Nguyễn Tất Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. 0922 422 422. Hoặc là 0943 5039. Rồi xin trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha.